Hôm nay em lại mới về được một siêu phẩm đời rất là cao, đời 2019, xe thì rất là hiện đại. Nhưng mà giá này chỉ có 345 triệu đồng thôi. Đấy, đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc này, không phải là lắp ráp tại Việt Nam đâu. Chạy cũng khá là hay. Đồng hồ là điện tử, odo chạy được 6 vạn km thôi. Đời 2019 chạy 6 vạn thì cũng là hơi nhiều đấy, nhưng mà cái chất xe thì em nghĩ là nó còn rất là đẹp anh em ạ. Đấy, bác nào mà có tầm tiền 345 triệu quay đầu mà các bác cần tìm cái mẫu xe nhìn sang, xịn mịn, lịch sự, chạy cũng tương đối sướng chiếc xe này của em, thì các bác có thể xem hết video clip này để chúng ta cùng cân đối nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cổ Hải Dương nhé. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Siêu Xe Cổ Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua. Và anh em đừng quên để lại một lượt like và một lượt đăng ký để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe mặc hàng em về mới nhất theo ngày tháng. Ngày hôm nay thì em lên sóng giới thiệu tới anh em một mẫu xe đời khá cao, đời 2019 anh em ạ, xe nhập khẩu. Một mẫu xe mà cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu, động cơ máy chỉ có 1.5 thôi. Và đây là một dòng xe sang, một dòng xe đặc cấp và có rất là nhiều công nghệ. Nhưng cửa tiền chỉ có 345 triệu đồng thôi anh chị ạ. Đó, đời 2019 nhập khẩu máy chỉ có 345 triệu. Máy 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đó. Thì quý vị anh chị và các bạn nào mà chúng ta đang cần tìm cho mình một cái mẫu xe để phục vụ đi trong gia đình, cái dòng xe gầm cao 5 chỗ, thì có lẽ rằng chiếc xe mà em đang quay cho anh em xem đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Anh em mà đang có nhu cầu thì có thể là alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555, và kết nối qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và cửa hàng em thì có nhận trao đổi xe và có nhận thu mua xe nhé. Nếu như anh em nào chúng ta có nhu cầu muốn bán xe và có nhu cầu muốn đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em ạ. Đó. Cái phần đuôi xe của chiếc xe này phải nói thực sự là nó rất giống với đuôi xe của chiếc xe Porsche Macan, Porsche Macan ấy, hoặc là Porsche Cayenne. Đấy, cái thế hệ mà đời 18, 19, 20 phải nói là rất là đẹp. Đó, nhìn thì như là xe vài tỷ đồng nhưng mà thực chất chiếc xe này chỉ có 345 triệu còn bớt, còn thương lượng. Đấy, cho quý vị anh chị và các bạn nào chúng ta có nhu cầu và đang quan tâm. Về bề ngang của xe thì thực sự rằng nó giống với 910 so với Range Rover. Range Rover cái phiên bản thế hệ form 15, 16 ấy. Và bây giờ cái thế hệ form đó nó phải ở cái cửa tiền là trên 3 tỷ đồng xe cũ. Nhưng mà chiếc xe này thì chỉ có hơn 300 triệu đồng thôi. Đấy, cái phần đầu xe thì nó không khác gì Range Rover anh em ạ. Nó chỉ khác một chút đôi nét thôi. Nó giống đến 90% luôn, nơ lớ. Nhìn rất là Anh Quốc. Nhưng thực chất xe đây là một mẫu xe chỉ là hàng làm theo, bắt theo trend của những chiếc xe sang thôi. Đó, và các bác nhìn này, cái hệ thống na răng, na răng đúc phanh đĩa 4 bánh rất là đẹp. Sơ si con này màu trắng nguyên bản nhé. Chìa khóa smart key, ghế chỉnh điện này, túi khí này, ga tự động này, vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện này, gương kính chỉnh điện option thì rất là nhiều đây. Thiết kế các bác nhìn này, tắp ly cánh cửa này rất là đẹp luôn. Mà con này là vẫn còn thơm nguyên mùi xe mới nhá. Đó, màn hình rất là to luôn. Số tự động có chế độ S, chế độ thể thao và đi trên tuyết nữa. Và chiếc xe này có cả phanh tay điện tử. Thưa quý vị các bạn, đó, giá chỉ có loanh quanh 345 triệu đồng quay đầu thì thực sự đây là một sự lựa chọn em thấy cũng rất là hay. Máy 1.5, 5 chỗ. Nhìn thì giống với 7 chỗ nhưng mà nó chỉ là 5 chỗ thôi. Cốp sau rất là rộng đây. Bảng đồng hồ táp lô xe này. Đẹp chưa các bác? Tất cả những cái phím bấm tinh chỉnh cái điều hòa dạng phím đàn. Vô lăng hình như xe sang luôn. Đây là thương hiệu của xe này. Đó. Và chiếc xe này có cả cửa sổ trời panorama toàn cảnh nhá, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Ghế da là vẫn nguyên bản từ năm 2019 đến giờ. Đời rất cao, 2019, và con này anh em có thể mua về để chạy dịch vụ được. Đó, máy 1.5 thì 5 chỗ đi chạy dịch vụ cũng được, nó cũng không quá là tốn xăng đâu. Đấy, một dàn lốp còn dày cả dàn nhé. Đấy. Con này anh em mua về là không cần phải làm cái gì cả. Bản chất sơn zin của nó còn rất là nhiều. Sơn zin còn rất nhiều. Có màn hình nguyên bản theo xe, cam lùi nguyên bản theo xe. Và cốp của nó vô cùng rộng luôn anh em ạ. Đấy, cốp này cực rộng luôn. Phải nói là siêu rộng. Đấy, gầm bệ thì khỏi phải bàn luôn. Lớp sô cua là dự phòng treo ở phía sau này. Đấy, con này dẫn động bằng cầu trước nhá. Cốp rất là rộng.
Porsche đuôi xe thì nó giống với chiếc xe này 1 9 1 10 luôn. Đó, 345 triệu cho chiếc xe đời 2019 nhập khẩu nguyên chiếc. Đó. À, ghế da xịn. Cửa sổ trời toàn cảnh rất thoáng luôn. À, và những cái tắp ly đổ nhựa bên trong xe thì thực sự là nó vẫn còn vô cùng đẹp. Tất cả những cái ốp đều bằng hệ nhôm thay xước. Rất là nhập khẩu. Nhìn thiết kế chiếc xe này rất là hiện đại và thời trang. Đúng là mẫu mã đẹp thật. Quá đẹp luôn, từ cửa gió điều hòa này các bác nhìn này. Quá đẹp và quá công nghệ và quá hiện đại luôn. Cốp kia. Nè, các bác nhìn này. Quá xịn sò luôn này. Không ai nghĩ chiếc xe này đời 2019 mà chỉ có 345 triệu. Đó, đây là chiếc xe được mang tên thương hiệu là Bicy. Đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2025 anh em nhé. Có gương tích hợp trên xi nhan đầy đủ hết rồi. Dòng này thì không có bậc bệ lên xuống đâu. Bicy sản xuất năm 2019. Phải nói là cái anh bạn Trung Quốc là sản xuất xe rất là đẹp. Và con này chạy thì cũng sướng phết ấy. Hộp số tự động là chạy giống với hộp số tự động vô cấp của hãng xe Honda City. Hay là dòng gọi là hộp số vô cấp. Ok, đây là động cơ của em nó, máy của nó là máy Mitsubishi nhá. Máy Mitsubishi, thương hiệu Paise, turbo, máy 1.5 nhưng mà có turbo luôn. Máy số zin nhá. Đấy, và cũng có thiết kế cả giống kiểu gì nhá. Đây là cái nước làm mát, thì cái bình nước làm mát này giống y hệt nước làm mát của bình của Audi Q. Cái dòng này là đúng là kiểu dạng như là những cái dòng xe sang nên là nó họ sẽ mỗi thứ lấy một tí đắp lên chiếc xe này, cho nên là nhìn nó cũng khá là hay. Đây, phanh ABS, cục ABS này còn mới tinh này. Đây là nó còn bụi theo năm tháng. Từ năm 2019 đến giờ đây là một chiếc xe mua mới. Một chủ từ đầu sử dụng nhé, bác chủ xe mua mới từ đầu. Đến bây giờ bác cái đổi xe thì có nhu cầu bán lại thì bên em may mắn thì mua lại được chiếc xe này cũng cực kỳ đẹp. Đấy, gần như là mộc mạc nguyên bản nguyên zin luôn. Đó, con này vệ sinh spa đi nữa thì quá đẹp luôn, kể cả những cái tấm nỉ này. Đấy, vệ sinh sạch đi, máy khoang máy vệ sinh sạch đi thì quá đẹp, nội thất như mới rồi. Không cần phải làm gì, sơn si không cần phải làm gì cả. Đấy, bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì các bác alo cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 nhé. Đấy, công nghệ rất là nhiều luôn. Đèn pha là đèn pha tự động. Và các bác nhìn này, bên trong này thiết kế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cực đẹp và cực hiện đại, cực thời trang luôn. Đi ban ngày thì có giải đèn led định vị ban ngày luôn anh em ạ. Đó, các bác có nhu cầu thì alo cho em nhá.